Rồi như vậy là Giang đã đăng ký tài khoản sàn CoinEx thành công này. Ưu đãi 100 USD cho người mới này. Nhấn vào tham gia ngay nha. Ok, kéo xuống này. Thì đấy, em sẽ hoàn thành các nhiệm vụ để chúng ta có thể là nhận được tổng là 100 USD nha. Và sau khi được sàn CoinEx duyệt hồ sơ rồi ấy, thì đấy sẽ lên nút là đã xác minh nha. Tiếp theo thì Giang sẽ hướng dẫn cho em cách chúng ta cài đặt 23 cho tài khoản sàn CoinEx của chúng ta để có thể là bảo mật an toàn tốt nhất nha. Ok, hello, chào mừng em đã quay trở lại kênh Tuna và Văn Giang. Và mình là Giang. Trong này Giang sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn cho em cách chúng ta đăng ký tài khoản sàn CoinEx cũng như là xác minh danh tính KC để nhận được ưu đãi lên tới là 100 USD, 100 đô la cho người dùng mới, chi tiết từng bước từ A đến Z ở trên diện điện thoại nha. Ngoài ra chia sẻ thêm ý, nếu là mà chưa biết cách kiếm tiền cũng như chưa biết cách sử dụng sàn dịch CoinEx thì Giang cũng sẽ link sơ đi video hướng dẫn chi tiết từng bước từ A đến Z, từ cách chúng ta đăng ký tài khoản này cho đến là cách xác minh danh tính KC, rồi cách nạp rút tiền hay là cách chơi dịch ở trên sàn CoinEx ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận nha. Đầu tiên để có thể là đăng ký tài khoản sàn CoinEx thì em sẽ nhấn vào đường link Giang để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận nha. Anh em nhớ đăng ký qua link đó để ủng hộ cho Giang, cũng như được giảm lên tới là 20% phí giao dịch. Và ngoài ra như vừa nãy Giang chia sẻ là anh em sẽ nhận thêm là ưu đãi lên tới là 100 USD nữa nha. Hoặc là anh em có thể là truy cập đường link là hoangvangiang.com/coinx này. Đó, Giang xin đọc lại nhé, là hoangvangiang.com/coinx nha. Ok, sau đó thì em sẽ hay là nhấn ok để chúng ta có thể là truy cập vào này. Lúc này thì sẽ một giao diện như này. Thì ở đây ấy, em sẽ đăng ký sàn CoinEx bằng email cho Giang nha. Hoặc là đăng ký bằng tài khoản Gmail của Google này. Như đây thì Giang sẽ đăng ký bằng email nha. Nhập email của anh em vào đây này. Kế tiếp nhập mật khẩu đăng nhập này. Ở đây em lưu ý cho Giang nhé, là mật khẩu đăng nhập ấy phải có từ 8-20 ký tự này. Cũng như là có ít nhất một chữ cái in hoa này. Rồi ít nhất một chữ số nha. Ok, sau nhập vào đầy đủ rồi thì em sẽ nhấn vào đăng ký nha. Kế tiếp này thì bên sàn CoinEx sẽ gửi cho chúng ta một mã xác minh về email vừa lại chúng ta nhập nha. Ở đây thì em sẽ nhấn vào gửi mã xác minh cho Giang này. Ok, đây thì em sẽ xác minh hình ảnh nha. Rồi bây giờ thì em sẽ đánh là mở hộp thư Gmail vừa lại chúng ta đăng ký tài khoản sàn CoinEx này nha. Ok, email có tiêu đề là chào mừng đăng ký này. Đây chính là mã xác minh của Giang này. Giang sẽ sao chép nha. Sau đó quay trở lại và dán vào đây này. Rồi như vậy là Giang đã đăng ký tài khoản sàn CoinEx thành công này. Ưu đãi 100 USD cho người mới này. Nhấn vào tham gia ngay nha. Ok, kéo xuống này. Thì đấy, em sẽ hoàn thành các nhiệm vụ để chúng ta có thể là nhận được tổng là 100 USD nha. Đầu tiên này là đăng ký tài khoản sàn CoinEx thành công ấy sẽ nhận ngay là 1 đô vé hoàn tiền phí giao dịch này. Nhấn vào nhận này. Rồi như vậy là Giang đã nhận thành công là 1 USD tương đương với là 1 đô khi Giang đăng ký tài khoản sàn CoinEx thành công rồi nhá. Ngoài ra kế tiếp này, nhiệm vụ thứ hai này là hoàn thành nạp tiền này. Đó, nạp trên 50 U này, tức là 50 đô ấy, sẽ nhận thêm là 4 đô vé hoàn tiền nữa nhá. Hay là hoàn thành giao dịch spot này, tức là giao dịch giao ngay đấy. Đó, với khối lượng trên 100 USD này, nhận thêm 15 đô hoàn tiền này. Hay là với khối lượng trên 1.500 USD này, nhận ngay thêm lên tới là 30 đô hoàn tiền nha. Cũng như là nhiệm vụ thứ tư này là hoàn thành giao dịch future này, tức là giao dịch phái sinh, giao dịch hợp đồng tương lai đấy. Với khối lượng trên 2.000 U này, nhận ngay 15 đô hoàn tiền nha. Hay là trên 80.000 U này, nhận thêm 35 đô quỹ hỗ trợ future này. Ok, thì tổng tất cả ấy sẽ là 100 USD nha. Tiếp theo thì Giang sẽ hướng dẫn cho em cách chúng ta xác minh danh tính KC sàn CoinEx nha. Rồi trước khi xác minh danh tính KC sàn CoinEx thì em sẽ tải cho Giang app CoinEx nha. Ok, em sẽ lên cửa hàng Google Play này hoặc là App Store này. Đó, cửa hàng Google Play hay chính là Safe Play đối với các máy sử dụng hệ điều hành Android nha. Còn App Store đối với các máy sử dụng hệ điều hành iOS của iPhone nha. Anh em sẽ tìm kiếm cho Giang từ khóa là CoinEx này.
Ở đây thì Giang đã tải app rồi. Sau khi tải cũng như là cài đặt thành công app Quay X thì em sẽ mở lên này. Rồi kế tiếp thì em sẽ nhấn vào đăng nhập này. Và sau đó thì em sẽ nhập email cũng như mật khẩu vừa nãy chúng ta đăng ký tài khoản vào nha. Để xác minh danh tính KAC ấy, thì em quan sát các trái trình cùng này. Anh em nhấn biểu tượng ảnh đại diện nha. Sau đó em quan sát này. Như đấy Giang chưa xác minh danh tính KAC này, nên sẽ lên là chưa xác thực nha. Nhấn vào này. Sau đó mục xác thực KAC này, anh em tiếp tục nhấn vào cho Giang nha. Rồi đấy thì sẽ có 3 bước này. Bước đầu tiên này là nhập thông tin cơ bản này. Rồi bước thứ hai này là tải lên giấy tờ tùy thân này, tức là căn cước công dân hoặc chứng minh thư của anh em đấy. Và cùng bước thứ ba thì em sẽ xác minh khuôn mặt nha. Tích chọn vào này. Ok. Rồi trước tiên thì em sẽ liên kết số điện thoại cho ra nha. Nhập mã xác minh gửi về email này. Sau đó thì em sẽ chọn là 84 cho ra nha. Tức là Việt Nam đấy. Kế tiếp nhập chỉ số cuối của số điện thoại của anh em vào đây nha. Ok. Rồi mã xác minh đã được gửi về số điện thoại này. Như vậy là Giang đã liên kết số điện thoại thành công rồi nha. Quốc tịch này, Việt Nam nha. Rồi chọn loại giấy tờ này. Thì đây sẽ có chứng minh nhân dân này, hoặc căn cước công dân này, cũng như là hộ chiếu này, rồi bằng lái xe nha. Ở đây thì Giang thường xác minh bằng căn cước công dân này. Sau đó thì em sẽ nhập họ tên này, giống y hệt như trên căn cước công dân hoặc chứng minh thư của anh em nha. Họ thì em sẽ nhập họ và tên đệm này. Tên thì em chỉ nhập là tên thôi nha. Chọn giới tính này. Ngày tháng năm sinh này. Rồi số ID này, tức là số căn cước công dân hoặc chứng minh thư của anh em đấy. Sau nhập đầy đủ thông tin cũng như là kiểm tra đã chính xác rồi, anh em sẽ nhấn vào bước tiếp theo cho ra nha. Cho phép này. Rồi bước này thì em sẽ tải lên mặt trước này, cũng như mặt sau của căn cước công dân hoặc chứng minh thư của anh em nha. Anh em lưu ý cho Giang này. Ở đây thì sẽ có một vài lưu ý này. Đó, không tải lên ảnh xén góc này, cũng như là mờ này, rồi bị phản chiếu nha. Ok. Sau khi tải lên mặt trước cũng như mặt sau rồi, tiếp theo thì em sẽ này là xác minh khuôn mặt nha. Và sau khi xác minh khuôn mặt thành công rồi thì em sẽ chờ bên sàn Quay X duyệt hồ sơ cho ông ta nha. Và sau khi được sàn Quay X duyệt hồ sơ rồi ấy, thì đấy sẽ lên nút là đã xác minh nha. Tiếp theo thì Giang sẽ hướng dẫn cho em cách chúng ta cài đặt 23 cho tài khoản sàn Quay X của chúng ta để có thể là bảo mật an toàn tốt nhất nha. Rồi góc bên trái trên cùng này, anh em tiếp tục nhấn vào ảnh đại diện cho Giang nha. Sau đó kéo xuống này, ở mục cài đặt bảo mật này. Đó, vào mục xác nhận TOTP ấy, thì em sẽ nhấn vào này. Chọn là cài đặt này. Ok, gửi mã xác minh này. Rồi. Kế tiếp bước này ấy, thì sẽ một giao diện như này. Thì đây sẽ có hình ảnh mã QR này, cũng như là đoạn mã khóa bí mật này. Anh em nhấn vào sao chép cho Giang nha. Và tiếp theo ấy, thì em sẽ tải cho Giang ứng dụng có tên là Google Authenticator nha. Ok, sau khi tải thành công rồi thì em sẽ mở lên này. Và đây thì em sẽ nhấn vào thêm mã cho Giang nha. Chọn là nhập khóa thiết lập này. Đó, đặt tên tài khoản này. Giống như là có ít này. Sau đó một khóa của bạn ấy, thì em sẽ sao chép đoạn khóa này cho Giang nha. Ok, sao chép thành công này. Sau đó quay trở lại ứng dụng Google Authent này và dán vào đây nha. Nhấn thêm này. Như vậy là Giang đã thêm thành công này. Kế tiếp anh em quay trở lại app Quay X và nhấn vào bước tiếp theo nha. Sau đó thì em sẽ quay trở lại app Google Authent này và sao chép đoạn mã gồm 6 chữ số này nha. Kế tiếp quay trở lại app Quay X này và dán vào đây này. Như vậy là Giang đã cài đặt mã HEPA thành công cho tài khoản sàn Quay X của Giang rồi nha. Như vậy là Giang đã hướng dẫn cho em cách chúng ta đăng ký tài khoản cũng như là xác minh danh tính KAC, rồi cách cài đặt mã mật 2 lớp 23
để có thể là nhận được ưu đãi lên tới là 100 USD tương đương với là 100 đô. Thì ở video sau ấy, Giang sẽ hướng dẫn cho em cách chúng ta nạp rút tiền ở trên sàn Coinex chi tiết từng bước từ hàng Z nha. Và nếu như em có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề nào ấy, nhớ để lại comment bình luận hoặc là nhắn tin cho Giang để Giang có thể là hỗ trợ nhanh nhất và sớm nhất cho anh em nha. Và cuối cùng nhớ like, thích, share, chia sẻ video này và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh YouTube để Giang ra nhiều video nữa nha. Còn bây giờ, hẹn lại anh em trong video chia sẻ tiếp theo của Giang.